Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc cùng lúc thôn tính lãnh thổ Việt Nam gây gổ với Ấn Độ, Nhật Bản. Không chỉ hung hăng trên Biển Đông, Trung Quốc đã tiếp tục gây sự với hai quốc gia láng giềng khác là Ấn Độ và Nhật Bản. Quân đội Ấn Độ vào hôm 10 tháng 5 cho biết một số binh lính Ấn Độ và Trung Quốc đã ẩu đả và ném đá vào nhau tại khu vực biên giới hẻo lánh giữa hai nước gần Tây Tạng. Đây là hình ảnh binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc tại cửa khẩu trên đèo Nathula nối giữa Sikkim và Tây Tạng. Theo hãng truyền thông AFP, quân đội Ấn Độ tiết lộ một số binh sĩ nước này đã có các vụ ẩu đả trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 5, với các binh sĩ Trung Quốc ở khu vực hẻo lánh trên biên giới giữa hai nước, tại vị trí chiến lược gần Tây Tạng. Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh phía Đông của Ấn Độ, ông Mandeep, đã nói, hành động hung hăng của cả hai bên khiến cho các binh sĩ bị thương nhẹ, đó là tranh cãi từ việc ném đá dẫn tới ẩu đả. Sự việc diễn ra vào hôm 9 tháng 5 tại khu vực Nakula gần cửa khẩu Nathula cao 4.572m ở bang Sikkim, phía đông bắc Ấn Độ, khu vực tiếp giáp với Bhutan, Nepal và Trung Quốc. Hơn 100 binh sĩ của Trung Quốc và Ấn Độ đã tham gia vụ đụng độ dọc biên giới hai nước và một số binh sĩ ở cả hai bên đã bị thương. Một sĩ quan quân đội Ấn Độ cho hay 7 lính Trung Quốc và 4 lính Ấn Độ bị thương. Sự việc sau đó đã được giải quyết bằng đối thoại và tương tác ở cấp địa phương, theo ông Hoda cho biết. Ông Hoda nói thêm, cuộc đụng độ ngắn và bộc phát giữa các binh sĩ biên phòng diễn ra do ranh giới chưa được xác định. Một vụ đụng độ khác giữa binh lính hai bên đã diễn ra sáng ngày 10 tháng 5 tại Dhaka. Đây là hình ảnh các binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc trong lễ mừng năm mới vào năm 2019 tại khu vực biên giới Burma. New Indian Express đã đưa tin người Trung Quốc đã động chạm với người Ấn Độ và các binh sĩ Ấn Độ đã can thiệp dẫn tới ẩu đả. Vụ việc diễn ra phía bên Ấn Độ gần thị trấn Naglat. Vụ việc đã được giải quyết nhưng binh lính cả hai bên vẫn đang hiện diện ở khu vực này. Các nguồn tin khác cho biết binh sĩ Trung Quốc đã hung hăng hơn kể từ cuối tháng 4 và từng đỗ xe bên phía đường kiểm soát thực tế EAC của Ấn Độ vào hôm 27 tháng 4. Binh sĩ Ấn Độ đã trao đổi với lính biên phòng Trung Quốc và sự việc đã được giải quyết. Một sĩ quan quân đội Ấn Độ cho biết hàng năm các hoạt động quân sự dọc theo đường EAC đều sẽ ngưng lại do điều kiện thời tiết khắc nghiệt và các tần suất va chạm giữa hai bên cũng giảm xuống trong vòng từ 6 đến 7 tháng. Người này cũng nói rằng số lần phía Trung Quốc vượt qua đường EAC sang phần phía do Ấn Độ kiểm soát đã tăng lên trong thời gian gần đây và có nhiều địa điểm diễn ra va chạm giữa hai bên. Trung Quốc và Ấn Độ có những tranh cãi về đường biên giới chung kéo dài tới 3.400 km. Đây là hình ảnh biên giới tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Căng thẳng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã kéo dài và đôi khi vẫn có cuộc đụng độ nhỏ giữa binh sĩ hai nước. Hai quốc gia láng giềng đều sở hữu vũ khí hạt nhân và từng có cuộc chiến tranh ngắn vào năm 1962 để tranh giành lãnh thổ ở khu vực dãy Himalaya thuộc bang Akutra Bares của Ấn Độ. Sự kiện vào hôm 9 tháng 5 là lần đầu tiên binh sĩ hai nước đụng độ kể từ năm 2017, khi lính biên phòng hai bên đã cãi lộn ở khu vực phía tây bắc Daglak. Cùng năm đó, một cuộc chạm trán khác diễn ra khi Ấn Độ gửi quân tới vùng Daglam của Bhutan để ngăn chặn Trung Quốc xây dựng một con đường ở đó. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với khoảng 90.000 km2 ở khu vực vốn đang nằm dưới sự kiểm soát của New Delhi. Tuy cả hai nước đều gửi quân tới điều tra và các nhóm này thường xảy ra các đụng độ ở hình thức xô đẩy, va chạm thân thể, nhưng chưa có viên đạn nào được khai hỏa ở đường biên trong suốt 4 thập niên qua. Trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán, mối quan hệ hai nước này cũng không ít sóng gió. Vào ngày 18 tháng 4, Ấn Độ đã thực hiện một thay đổi lớn trong chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của nước này bằng biện pháp áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn để hạn chế các nước có chung đường biên giới thừa cơ thâu tóm các doanh nghiệp Ấn Độ trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang gây ra những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế. Đây được gọi là một động thái nhằm ngăn chặn các công ty của Trung Quốc tận dụng cơ hội của viêm phổi Vũ Hán. Tiếp đó, Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ, cơ quan hàng đầu đối phó với dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán hôm 27 tháng 4 cho biết đã lên kế hoạch trả lại bộ dụng cụ xét nghiệm được mua từ hai công ty Trung Quốc vì độ chính xác kém, theo hãng truyền thông Reuters đưa tin như vậy. Đại sứ quán Trung Quốc lập tức chỉ trích Ấn Độ về việc ngừng sử dụng bộ dụng cụ xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán được sản xuất bởi hai công ty là Guangzhou và Biotech và công ty Shanghai của Trung Quốc vì vấn đề chất lượng và cho rằng điều này không công bằng
và vô trách nhiệm. Trong một diễn biến khác, truyền thông Nhật Bản vào hôm 9 tháng 5 năm 2020 cho biết, lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã triển khai 2 tàu tuần tra để cảnh cáo một nhóm tàu hải cảnh Trung Quốc bị phát hiện đang truy đuổi một tàu cá Nhật Bản ở vùng biển Hoa Đông. Đây là hình ảnh tàu Trung Quốc và tàu Nhật Bản đang gườm nhau gần khu vực quần đảo Điếu Ngư thuộc biển Hoa Đông, ảnh do hãng Kyodo chụp vào ngày 10 tháng 9 năm 2013. Theo Nhật báo Hồng Kông, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết là 4 chiếc tàu hải cảnh của Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng biển gần quần đảo Điếu Ngư vào khoảng 16 giờ ngày 8 tháng 5. Trích tin từ hãng thông tấn Nhật Bản GG Express, tờ báo Hồng Kông cho biết là khoảng 50 phút sau đó, 2 chiếc tàu Trung Quốc bắt đầu đuổi theo một tàu cá Nhật Bản tại khu vực cách Ushuri, đảo lớn nhất thuộc quần đảo Senkaku Điếu Ngư khoảng 12 km về phía tây. Sau khi lực lượng của Nhật Bản điều động tàu tuần tra đến hiện trường, cảnh cáo qua bộ đàm, các tàu của Trung Quốc mới chịu rời khỏi khu vực. Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, 4 chiếc tàu của Trung Quốc đã ở trong vùng này vào khoảng 2 giờ đồng hồ. Vào thời điểm xảy ra vụ truy đuổi, có 3 thuyền viên trên tàu cá Nhật Bản và không ai bị thương. Lực lượng tuần tra Nhật Bản đã xác định như vậy. Một quan chức của lực lượng Nhật Bản cho biết, chúng tôi không thể nghĩ rằng một vụ việc nguy hiểm đã xảy ra. Trước đó, vào sáng ngày 8 tháng 5, trên mạng xã hội Weibo, cảnh sát biển Trung Quốc thông báo một đội tàu hải cảnh tuần tra quanh quần đảo tranh chấp Senkaku, tức là Điếu Ngư, được diễn ra. Đây là hình ảnh quần đảo Senkaku, Điếu Ngư vốn là điểm nóng trong tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc kéo dài nhiều thập niên qua. Vào hôm 17 tháng 4, các tàu hải cảnh Trung Quốc cũng đã xuất hiện tại quần đảo tranh chấp Senkaku, Điếu Ngư. Chính quyền Trung Quốc còn tìm cách khẳng định chủ quyền tại khu vực này bằng cách áp lệnh đánh cấm đánh bắt cá mùa hè hàng năm ở biển Hoa Đông, bao gồm cả vùng biển quanh quần đảo tranh chấp Điếu Ngư này. Năm nay, lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 16 tháng 8. Quần đảo trên biển Hoa Đông mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư do Nhật Bản kiểm soát trên thực tế với tên gọi là Senkaku. Các hòn đảo không có người ở nhưng giàu tài nguyên cùng dạng san hô ở biển Hoa Đông đã trở thành điểm nóng trong tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản kéo dài nhiều thập niên qua. Điều này bất chấp mối quan hệ giữa hai bên dần được cải thiện trong những năm gần đây. Thủ tướng Nhật Bản Abe đã có 2 chuyến viếng thăm Trung Quốc kể từ năm 2018. Các quan chức hai bên đang chuẩn bị cho chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nhật Bản đã được lên kế hoạch vào tháng trước nhưng phải hoãn lại vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Và sự việc hôm 8 tháng 5 đã đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2008, tàu hải cảnh của Trung Quốc đã tiến vào vùng lãnh hải xung quanh quần đảo Senkaku, Điếu Ngư để truy bắt tàu cá Nhật Bản. Đây là hình ảnh tàu tuần duyên của Nhật Bản bên trái đang truy đuổi tàu hải cảnh Trung Quốc tại quần đảo Senkaku, ảnh do tuần duyên Nhật Bản cung cấp. Động thái này được cho là diễn ra ngay sau khi Trung Quốc đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Hoa Đông, Biển Đông, Bột Hải và Hoàng Hải. Vào năm 2012, sau khi chính phủ Nhật Bản mua lại quần đảo này từ tư nhân, tần suất các vụ xâm nhập và các tàu công vụ từ Trung Quốc tăng lên liên tục. Chỉ tính riêng trong năm 2019, Nhật đã ghi nhận tổng cộng có 1.097 vụ xâm nhập vào vùng nước xung quanh Senkaku của tàu Trung Quốc, trong đó có 126 lần các tàu này tiến vào vùng nước 12 hải lý xung quanh Senkaku. Theo báo Asahi của Nhật Bản, đây là lần tần suất cao thứ hai chỉ sau năm 2013. Chưa dừng ở đó, Bắc Kinh cũng điều thêm các tàu hải cảnh cỡ lớn, thế hệ mới và một số tàu được hoán cải từ tàu chiến cũ đến Senkaku. Điểm đáng chú ý là lượng giãn nước của các tàu này luôn lớn hơn tàu Nhật Bản gấp đôi, có khi gấp ba. Liên tục xâm nhập, Trung Quốc sử dụng tàu hải cảnh, hải quân Trung Quốc hầu như không can dự vào các hoạt động ở Senkaku. Cá biệt, chỉ có năm 2016, một tàu chiến Trung Quốc đã đi vào vùng tiếp giáp lãnh hải. Giới quan sát nhận xét mục đích của Trung Quốc chủ yếu là để quấy rối, tạo sự bình thường mới và tuyên bố Nhật Bản không có năng lực quản lý nếu không cử tàu ra ngăn cản. Theo nhà nghiên cứu Adam thuộc Đại học India, Mỹ, Bắc Kinh đã cố gắng tránh tạo cớ để lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản can thiệp bởi họ hiểu rằng đằng sau đó có thể là Hải quân Mỹ. Sự thật, sự trận trọng này được nâng lên vào năm 2014 sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama rằng Washington sẽ đứng vào phía Tokyo và bảo vệ Senkaku là một nghĩa vụ trong Hiệp ước An ninh giữa Mỹ và Nhật Bản. Về phía Nhật Bản, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở tại Mỹ, Nhật Bản đã hoàn tất việc bố phòng cho Senkaku với các căn cứ
của tuần duyên và lực lượng phòng vệ bên biển trái từ quần đảo Yakanuki tới Amasomima. Các hòn đảo nằm trong chuỗi này vừa là căn cứ hậu cần nền cho các tàu tuần duyên đi qua các khu vực Singapore, vừa là tai mắt phát hiện các hoạt động của máy bay, tàu chiến và tàu công vụ của Trung Quốc trong khu vực này. Trong bài viết trên trang Trung tâm An ninh Hàng hải Quốc tế hồi tháng 4 vừa rồi, chuyên gia Miche cho biết Trung Quốc không dám sử dụng tàu hải cảnh quấy rối và bắt giữ ngư dân Nhật Bản như đã làm trên Biển Đông, bởi Tokyo sở hữu sức mạnh tuần duyên tương đương với Trung Quốc. Trước sự xuất hiện của lực lượng dân quân biển của Trung Quốc, Nhật Bản đã quyết định thành lập lực lượng cảnh sát tuần tra đảo và trực chiến Shinkaku. Nhiệm vụ của lực lượng này là phá vỡ kịch bản các tàu cá ngụy trang của Trung Quốc có thể bất ngờ tiếp cận và đổ bộ các toán vũ trang lên Shinkaku, hòng tạo ra sự đã rồi. Với ngân sách hàng năm khoảng 66 triệu đô la, lực lượng này sẽ được trang bị các máy bay trực thăng cỡ lớn, cho phép triển khai quân nhanh chóng tới những địa điểm nghi ngờ có đổ bộ bất hợp pháp. Là một đất nước rộng lớn có chung biên giới với nhiều quốc gia, nhưng cho đến nay, những ngày gần đây, Trung Quốc dường như đã gây hấn khắp nơi từ Biển Đông với Việt Nam, Biển Hoa Đông hay nay là biên giới với Ấn Độ. Trong khi đó, biên giới với Nga cũng chưa yên ổn vì ảnh hưởng của đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Đây cũng có thể là dấu hiệu của một đại cường đang cố gắng trước cái thời kỳ sụp đổ của nó, bởi nó đang phải chịu rất nhiều thứ áp lực dồn lên từ các vụ điều tra nguồn gốc của virus corona trên toàn cầu, các vụ đòi kiện và chịu trách nhiệm về sự bùng phát của đại dịch trên toàn thế giới với những số tiền lên đến nhiều nghìn tỷ đô la và làn sóng bài trung lan ra khắp Nam Châu, cho đến sự lục đục trong nội bộ Đảng Cộng sản của Trung Quốc gần đây, sự đánh mất tính chính danh của Đảng Cộng sản Trung Quốc vì việc xử lý đại dịch một cách hết sức tồi tệ này. Và đây là điều thời điểm kể từ sự kiện nhà cầm quyền Bắc Kinh gây ra vụ thảm sát dã man người dân nước này tại quảng trường Thiên An Môn, thì Trung Quốc đối diện một nguy cơ lớn nhất. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2020 với bản tin Trung Quốc cùng lúc thôn tính lãnh thổ Việt Nam, gây gổ với Ấn Độ và Nhật Bản. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube, Facebook của Thời báo .de để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.